Rồi, xin chào tất cả anh em ha, đến với kênh Cây Cảnh Miền Tây. Hôm nay em đến cái vườn của chú Năm ở Thế Lai. Này, anh muốn giao lưu một số cây mai vàng mà rất là rẻ luôn. Trung bình 150 đến 200 ngàn cây luôn, hình thú luôn ha. Rồi, đến cây thứ nhất. Rồi, chú đo đo quanh con này. Này, hình thú cũng khá đẹp nha. 24. 24 quanh. Rồi, sơ được rồi chú Năm ơi. 24 hoành cây này à, chú giao lưu 200k, trung bình là 200k hết cho nghe anh em. 200 ngàn. Đó, tiền ship thì liên hệ với ảnh với chú thỏa thuận sau ha. 24 hoành ha, hình thú khá đẹp. Đó, 200k. Rồi, cái cây đó đi chú. Thì dài dài đi. Ồ, cây này cũ dưới này cũng dữ nha nè, tại chưa có bư hết nè. Cây cũ cũng ghê lắm á. Rồi, chú đo tại trên thôi. Cho anh em ta xem. Trung bình 200 ngàn gốc nha anh em. 22. 22 hoành ở trên luôn ha. Đế cũng khá khủng mà. Cây thứ hai. Đó, mã số thứ hai. Ồ, quay bên đây lại cho anh em. Ồ, cây này nó xù nè anh em ơi. Rồi, cây số 2. Rồi, cũng 200 ngàn nha anh em. 200 ngàn cây. Rồi, cây số cây dưới đó kìa chú. Dưới đó đó. Đó. Rồi, trung bình cũng 200 ngàn một cây. Xô đồng giá ha. Này, em muốn thanh lý cái vườn để cho trống bãi để làm chuyện ha anh em. Này 23. 23 hoành. Đó, 23 hoành em quay sơ lại cho anh em này mua luôn này ngon anh em ơi. Khá đẹp. Rồi, tiếp tục chú ơi. Cây số 4. Cây này đế thăng lắc ha. Cũng có 23 hoành. Cũng trung bình khoảng 23 hoành nha. Cây số 4. Rồi trung bình cũng 200 ngàn một cây. Đó. Cái gì liên hệ nữa em để số điện thoại cho gì chú anh em liên hệ với chú ha. Gì chú đào rồi gửi cho anh em ha. Đó. Rồi, cây số 4. Cây này nói chung cũng nó nhỏ mà nó cũng có khéo ha anh em nè. Nè. Đế dưới này dữ lắm tại chưa bư á. Đây 18. 18 hoành. Rồi, là cây thứ tư, thứ năm, rồi tới cây thứ sáu ha. Ồ, cây này cũng khủng nha. 24. 24 hoành. Chỗ này nó cũng thăng đến quay thăng lên cho anh em xem ha, cũng cao lắc lượng ha. 24 hoành. À, nói chung mấy cái này đế này không có bư ha, chưa có bư ha, anh em nào mua có khi trúng đế nè anh em. Rồi cây thứ sáu, cây này. Rồi tiếp tục cây này. Ồ, cái này thằng thằng sắn lò xo nghe anh em, rất là quái ha. Chú đo thằng trên đây 20 quanh. 20. Đó, trung bình là 200 ngàn cây nghe anh em. Này cây thứ 7 ha. Anh em thích cây nào alo chú ha. Rồi tới cây thứ 8 cũng thăng lắc luôn. 21. 21 quanh. Rồi. 8. À, cây này đi. Cây 9. Mười bảy. 17 hoành. Cây thứ 10. Mười sáu. Rồi, cây số 11, 16. Ôi. Ồ, cái này muốn xù ha anh em. Cái 12 nè. Ồ, nó muốn xù luôn nha anh em ơi. 18. 18. Rồi lấy cây kia đi. Cây kia kìa. Đó, 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 đó. Chú lấy cái đó đó. Ồ, cây này đẹp nha anh em. 25. 25 hoành. Ồ, cây này thằng sắn đẹp nha anh em. Rồi, chung khoảng 12, 13 cây nha anh em. Đó. Để đem quay sơ lại cho anh em xem ha. Cây này thăng lắc rất là đẹp. Để quay sơ lại mấy cây cho anh em xem ha. Quý vị có liên hệ với chú ha. Cây này nó muốn xù luôn rồi. Mấy cây này đa số là chưa bư đế hết trơn nha anh em. Chưa bư đế. Số cây thăng sắn rất là đẹp. Đó.
mấy cây rất là quái, trung bình 200.000 cây á, chú nói 200.000 cây á. Năm nào có liên hệ với chú ha. Ồ, có thằng này cây này cũng rất là đẹp nha anh em ơi. Đó. Đẹp rất là quái. Đó, quay sơ nhồng cho anh em xem ha. Cây 1 nè. Cây số 2 nè, quay lại em đếm lại cho anh em xem ha. Cây số 2 nè. Cây số 3 nè. Đó. Cây số 4 nè. Để thú rất là đẹp luôn. Muốn xù luôn ha. Có 200 quá rẻ nè. Cây số 5 ha. Cái này nó. Cây số 6. Quay lại từng cây cho anh em xem ha. Đây là cây số 7. Xoắn. Rồi, cây số 8. Thấy xù luôn. Trung bình 200.000 cây luôn anh em ơi. Số 10. Cây 11 muốn xù luôn. Số 12 thằng sắn luôn ha. Rồi cũng cộng 12 cây nha anh em. Rồi em xin kết thúc video tại đây ha. Rồi còn nữa thì có anh em có gì liên hệ với chú Năm ha. Để em cho số điện thoại bên dưới, anh em có gì liên hệ với chú ha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại anh em ha.